Mấy con chó thì cũng khổ nha, muốn cho nó vô nhà nó không vô được, Con người mới cái nghiệp thầy ơi, sướng nó thầy không biết. ngứa ngáy, nó làm sao thấy không, nó quậy vậy đó. Còn cái xe xe rau xanh cũng được, xe xe phải mặc áo, không mặc áo còn con này không mặc áo được nha. Hôm qua đến bà chủ nó, À bà Linda sao? vâng, để giao bá ở bên cạnh chồng bá. Ôi vậy là cũng có phước rồi, Vâng, hai người bà bên bố mà nhau được tội nguyện rồi. là tại nguyện đã ra đây, phước đức lắm con, bà xích đức lắm thôi. Bà đây đi, không đâu tốt bằng đây đâu. Chứ Có vợ có chồng tôi chết thôi, rồi hai vợ chồng cùng chết, bà cái mừng đó không? ông nằm bên cạnh bà, bên bà ông bên Thôi thì được một cùng phòng luôn, phòng. cũng vậy hả? Thôi Vâng, vậy đẹp lắm, tốt là quá. bà được tội nguyện quá rồi, Vâng, không đó biết bà thì chỉ mong nhiêu đó thôi mà. chờ bà nhớ, tao mới xe xe thôi. Thì con bảo kỳ sau con tới con mang đi, con cho nó đi gặp bà. Thì kỳ sau con xin thầy cái bịch quần áo của bà luôn, hai bịch. Đó thì bà có chỗ để, hôm qua con tới bà có cái tủ. Ồ vậy cũng được. Vâng, thì con thì sau tới Nhưng mà hôm con nay không có, bà mặc quần áo gì? Hãy cho trong thương. nhà thương lắm. Dạ, đó. Dạ thương người ta lo chứ thầy ăn thua gì. Nhưng mà có điều bà muốn bà đầu tí miếng của bà đó, thì mình đưa cho bà, mà hơn nó thầy cũng chọn chỗ. Thế Đây thì không, kỳ thì ông tới ông đi thăm, tôi đi thăm nhé. Mà nhưng mà kỳ này hơi sợ, sợ vô Covid nè. không xong hết rồi thầy, người ta cho vô thầy thăm là người ta để ngoài rồi, chứ không kỳ trước tôi vô là cấm cửa, nó không cho vô phòng bà, bây giờ nó cho hết rồi, yên rồi Không, thầy. đằng này sợ, này không có dám đi đâu nhiều á. À thầy sợ thầy bị lây á hả? Thì thôi kệ nó thầy ơi, lúc mà trời kêu ai dạ thôi, chứ giờ con chẳng biết nói sao nữa. Tại sao đến tổng thống mình chỉ nhớ đừng nói chi tới mệt, tổng thống là căng lên, tại biết cái văn phòng tổng thống mà nó xịt kinh lắm nghe thầy. Không chứ ổng sợ đi bắt tay này kia Và đó, đi bắt tay ấy, đi gặp bắt tay cái đấy đồ là văn dính, nó ông Trump cũng bị dính nhầm như vậy đó thầy. phòng. Ông đi bắt tay rồi ông muốn là ông tụ họp không cần đeo mask. Việt Nam giờ đỡ chứ không biết mấy nay không Ôi, chắc Việt cũng Nam mình cô ấy nó mới cho 1 triệu liều đó thầy, bà phó tổng thống sang thăm á, được. mới cho Việt Nam 1 triệu liều Như Pfizer bà không đóng thăm có vô Sài Gòn được không? Đâu có vô vô được, hết. có vô hết Sài Gòn Dạ, vô hết. thì cũng được. À, bị Sài Gòn bị À, Sài Gòn họ không có, thì Hà Nội không có thể không được đi, không có gì giờ bà có được có 42 ngày à. Mà bà làm nhiều chuyện lắm. Bà vừa mướn cái tòa đại sứ đó thầy, đất ở chỗ ấy đó. 99 năm ở đâu? ở Hà Nội. Bà làm xây cái tòa đại sứ khác. Ừ, 99 năm ký. Còn ở trên Washington cũng có tòa đại sứ Việt Nam cũng ký 99 năm. Ở đây cũng được, có qua có lại. Đó, 99 năm, đây hết là phải khủng khiếp lắm. Nói tức là lâu dài đó này. Thế không có đánh cho Mỹ cút nữa hả? Bây giờ ơi, giờ lại lục, giờ thằng Mỹ nhiều nhất. Thằng Mỹ là cung cấp ngon lắm. Mà thuốc Mỹ là thuốc Không xịn mà nhất. được cái thằng Mỹ á, nó thì nó ác cũng số một thế giới, nó thiện cũng số một thế giới nha. Được cái nó không có hận thù dai Năm hoàn thu có ha. lợi Xong được rồi, nó chỉ cần xong quyền lợi thôi. xong rồi thôi à. À xong rồi Biết là thôi. ai chửi nó mặt mình ra muốn Nên chửi nó thằng vô con chịu chửi. không Nhiều sao. khi mình tu chứ chưa học được tính thằng Mỹ. Đúng là đó. Còn nói thầy thầy Bây thì lên giờ nào. bỏ vô cái bao đó. Cái thùng em đem thùng lên cho. Bởi vì nhiều khi mình tu mà chưa học được tính À, thằng không Mỹ. cần cái này, thầy thấy hay lắm Thằng này. Mỹ mà ai chửi nó nào đến Muốn đó. chửi gì Thằng chửi Mỹ mà không ai sao. chửi nó nhiều chừng nào nó nổi chừng đó, nó thích Vâng. gì đó. Nó không kè, này muốn chửi. Mà thầy chứ mang lợi cho nó là nó phải váy, nó hầu hạ Để thầy. chắc tôi phải học theo tính Mỹ, tôi Vâng, xuống thầy đi học như vậy đó, tôi hay chọc lắm thầy. cho ta chửi Khi không mình thầy cho nhìn cái lợi thôi. Nè, đừng cái lợi thôi. Chứ còn thầy đừng nhìn cái gì, nó nhìn cái lợi không mà thầy. Thầy muốn nó cho hả, thầy. ai càng chửi nó càng tiến tới hay Đó. chứ. Những cái khi thằng Mỹ mình công nhận chỗ đó. Thầy đấy. Thằng Tàu đến là chỉ có muốn nắm đầu quầy giật xuống đó. Thằng Tàu tới đây gặp thầy là chỉ muốn nắm đầu giật thầy xuống. Nó đè thầy, đầu thầy nó ngồi đầu thầy trước. Còn thằng Mỹ không có, nó cho thầy tự do. Mà thằng Mỹ là cha cộng sản chứ. Ông nội nó ông Đó, nội chứ cha gì. tại đây thằng cộng sản này, thằng cộng sản Tàu với thằng cộng sản Việt cũng vậy, là lúc nào cũng phải đè đầu dân cổ xuống. Cả nên không, nó cho tự do, tự thầy mướn nhà, tự thầy mua nhà chứ nó đâu bắt thầy mua đâu. Tại đấy không, cái gì cũng tự do hết. Mua xe cũng vậy, thầy thích hả? Thầy mua đi. Để làm công suốt đời nuôi nó. Còn carry cạc hả? Mày muốn xài hả? Sung sướng hả? Xài đi. Để cuối đời thầy trả làm lợ, nợ cho nó. Một tháng lấy mày gần mấy chục đồng à? Tùy đó. Kinh lắm này, đúng là dân tư bản nó nghĩ kinh lắm này. Nó Nhưng tình sao tính lại nó mà sao tính lại đó là thầy muốn tính sao tính trả hoài mà không mất lại đúng không? đấy, chẳng ai cũng mắc nợ quá,
Tại vì ông nếu mà thầy mà thoát ra được cái kẻ như kẻ đạo Phật đó giải thoát giải thoát được đó thầy biết đâu. Chúng ta giờ phải ở Mỹ học theo kiểu Mỹ để người ta chửi cho càng nhiều càng có lợi hả? Đó. Mà hay cái chỗ là ai chửi nó rồi nó không có hận thù, không bao giờ để mà chửi tao giống như bởi vì nó có danh từ hay là chó sủa trăng đó. Chó sủa trăng, bởi vì trăng ở trên cao chó sao mình có bị chổng mâm mình sủa. Thầy chưa biết nó thả bom thằng Nhật, hai quả bom nguyên tử á. Thằng Nhật thật căm gan như vậy nè. Mà vậy mà đến nó nâng Nhật lên. Mà giờ nó bạn thân thiết nhất với thằng Nhật ở miền Nam Đông Nam Á đó. Thầy biết mà thằng là hai đứa là cựu thù truyền kiếp. Thầy biết là cái vũng đất mà nó bỏ hai trái bom nguyên tử ấy, bây giờ nó tụi Nhật nó rào lại nó đẹp để kỷ niệm giống để như giống như là diễn viên công tỷ kia đó hả? Không, cũng như mắc mắc kinh á. Trời ơi, ông mắc kinh á, ông bị bắn trên máy bay chết là hồn chú Bạch các thầy biết không? Ông biết thành chơi già đó bây giờ phải không? Dân nó làm dân nó mới làm cái lăng rồi đó. Dân mà Ken hả? Dân mà Ken. Bà phó nó vừa đi thăm ông ấy đâu đó. Vừa thăm ông ấy chết rồi nhưng mà đó là chiến tích lịch sử. Ông bị giết ngày mai ngay đó nó bắt ông ấy vô 6 năm tù. Mà về sau cuối cùng ông được thả ra. Đó. Tí nữa ông làm tổng thống Mỹ nữa rồi đó. Tí nữa thôi. Cái hả? Vâng, mặc Ken ấy, John McCain ấy. Anh hùng của Mỹ đấy. Vậy mà ông ấy không thù. Ấy bắt ông đánh ông ấy tê lắm. Sao ông về Việt Nam ông quá bắt tay phải không? Vâng, khi mà ông thượng nghị sĩ rồi đó, ông về Việt Nam mà ông nói chuyện với ông Obama để về để bắt đầu bắt tay với Việt Cộng rồi lắm. Chính ông ấy chứ với khổ chứ, mà ông là người tù ở đó đó, ông đi thăm lại. Cho nên nhiều khi mình học cũng hay tại sao? Bởi vì cho nên mình ở nước tâm phải cái gì cái cũng học cái hay, có những cái hay của tâm nhiều mình nước học. Có cái nhiều cái hay thầy. Nhất là Mỹ càng chửi nó càng phái đồ cứ y như ông Ngô Thừa An cũng viết cái tay du ký gì đó mà càng chửi từ từ thì càng sướng cái lỗ tai đó. Còn cái ngoại đạo thì chửi nó nổi xung thiên, còn từ thiên càng chửi ông ấy đã ngứa lỗ tai. Giờ tôi cũng phải học nữa thì thấy cái gì hay thì học để tự dụ cho mấy người chửi mình nó là thành phần gì mình nhìn kỹ lại cái tại khi mình chặn nó mình cũng ngu nữa đó cái đúng này, đúng rồi cái thằng mà đá cá lăn dưa chửi cha mắng hạt với nó rồi chửi cha mắng mẹ mà nó nói xấu mình nó chửi mình thì mình đồng hạng hết vâng đồng hạng với thầy đồng hạng lại đó rồi ví dụ như bậc hiền thánh bậc triết chửi mình nói xấu mình thì mình còn quan hỷ mình còn sợ tại vì người ta thấy cái lỗi của mình còn cái bậc mà ăn bậy lấy bạ không biết phân biệt người tuổi tác không miệng mà nó chửi mình thì nó là thành phần gì vì vậy với cậu mà tay chưa bị động thế đó bị động theo nó mình vẫn ngu bởi vì mình đó là bởi vì si mê si mê đúng rồi bởi vì si mê đó si đúng rồi si sinh nó làm cái thầy si thế này mà mình quên mình cứ mình nghĩ mình cái tôi của mình nó lớn quá đó đó dạ đúng đó. Thầy cải tiến nhiều rồi, cái mình nghĩ được cái đó hay lắm cái mình bị nó cuốn hút theo nó chửi mình cái đó. Mình tức theo đây là chửi lại cá mè một lứa tiếng Việt là vậy đây là gọi là cá mè một lứa thầy mới nói đồng đẳng tại sao thầy không vượt lên trên cái đó thầy đi ơi còn như họ để trồng đá trồng cả rừng còn nhiều lắm. Năm tới tôi sản xuất quế. sản xuất quế đi khắp châu lục đi. Nhớ vụ mà ông tôi kể hoài cái ông là giám đốc công ty cà chua của Mỹ đó. Hồi xưa là ông tôi kể hoài đó chứ không. Ông nhớ vụ mà ông nghèo mà ông đi xin làm dọn nhà vệ sinh mà không được đó. Ông nhớ có chuyện đó không? Không. Thầy có kể nghe bây giờ đó. Có. Ông nghèo lắm mà ông không có việc làm, không có nhà ở, người ta đuổi tới đuổi lui. Ông mới tình cờ đi ngang cái nhà băng, nghe ngân hàng thấy nó để cái giấy là cần cái người dọn nhà vệ sinh, là, gọi là land up hả? Cái từ dọn dẹp là clean up. Hả? Clean up. Clean up. Yeah. Ông mừng quá vì nó không cần trình độ, cái này dọn vệ sinh đâu cần trình độ. Mà ông cũng có trình độ nhưng mà không có cao.
Mấy nhà nghèo mà mừng quá đi vô đặt lấy cái đơn điền đơn để xin xin ghi danh vô dọn nhà vệ sinh. Thì khi điền cái đơn vô đưa cái đơn thì cái cô y tá cô ở bên cô thư ký rồi đã đậu cô thư ký có mới hỏi chứ anh điền thiếu anh còn điền số phone cái gì vậy đó để đòi số phone email địa chỉ ông đó giờ ông bị đuổi là giờ ông lang thang ông chưa có cái nhà ổn định ông không có tiền là chủ đuổi ra khỏi nhà trọ thì nói vậy thì anh phải ghi cái phone ghi email của anh là ông nói tại đó tôi không có nhà thì làm sao tôi có phone có email thế thì cô thư ký đó thôi thì tôi cũng đại diện giám đốc là tôi tuyên bố là không được bởi vì bây giờ chỗ không đủ chi tiết đang cần mà bây giờ thí dụ như đồng ý cho anh vô làm sao liên lạc được với anh không lẽ chờ anh chừng nào đi ngang đây nữa sao đó thì cuối cùng nói thôi giờ tôi tuyên bố một câu là không được để nhiều khi có chuyện gì anh làm công ty thì có chuyện gì tao biết ở đâu tao liên lạc thế thì không được ông nói trời ơi nghèo tôi biết độ mà đi xin dọn rửa nhà cầu mà cũng không được ông mới buồn ông lang thang trong túi cũng có $5 à $5 mà mua tô phở thì không đủ mà bây giờ mua phanh phai ăn thì nó không no ông mới suy nghĩ thôi giờ liều mình nên về đi ngang cái chỗ đó cái gặp cái farm ngang cái farm cái ông vô ông nói thôi giờ thấy cà chua farm và farm trồng cà chua đó ông vô ông mua 5 bạc cà chua luôn ông sao kệ về cái farm thì bán cà chua thì thôi kệ lặn có bán rẻ mà quất 5 bạc cà chua thôi giờ ăn hết 5 đồng cà chua là chết cũng được cái giờ không ai không có nghề nghiệp gì làm thế thì ghé cái farm gặp cái người chủ farm nó bán 5 bạc cà chua ông có sách lòng tò ông suy nghĩ ông nói trời ơi sách 5 bạc cà chua này mà về tới cái chỗ mà mình tập trung á cái chỗ tập trung mà homeless á thì nặng nề quá không biết có ai cài nhuận chia bớt nha khởi cái tâm vậy chia bớt cũng được cho bớt cái gì đâu bạn chịu đây cái thứ hai nữa là nếu ai mua bán lại bán bớt thế thì ông mới ra chỗ gã tư đường á ra cho nên đèn đỏ đang chờ đang băng qua đường thì tình cờ cái nó kẹt xe thì cái có anh kia nói anh ơi có bán cà chua không tôi mua thế thì ông đưa mình cà chua ông đưa thì cái lúc đậu xe thì đâu có lâu được là đặt lo mua bán lẻ anh kia đưa cho ông được 7.50 đồng đưa đại bệnh ông kia đưa sao hốt đưa 7.50 đồng thế thì mới đó mà lời được 2.50 đồng rồi ông cầm 7.50 đồng chạy vô cái farm mua tiếp bệnh cà chua 7.50 đồng rồi ông mới xin thêm 2-3 cái bệnh ông phân làm vốn nhóm ông gọi ngã tư đó bán ở từ cái chờ mà khi nào kẹt xe được xe đèn đỏ kẹt xe ông bán vậy mà ông làm ở một ngày đó mà được 20 mấy đồng từ 5 đồng được 20 mấy đồng là thấy ngon rồi. Ông có suy nghĩ thôi 20 mấy đồng thì ngày mai mình đi làm tiếp tục việc đó nữa. Ông làm trong vòng từng lễ làm được 100 bạc cái ông đi mua được cái xe cút kích á cái xe ông đi lại chỗ Goodwill ông mua được cái xe cút kích á thành ra mua được xe cút kích 20 đồng bạc ha đất đồ cũ rồi còn vốn liếng nó cứ mua cà chua đẩy đi bán có đồ ăn nữa. Rồi riết là từ từ cái mua được chiếc xe mà nó chạy nó bóp kèn thì nó ông sùng đó đó là ông bán tới ông lời được 100 mà 1000 là ông bán cái bắt đầu còn mua được cái xe thải xe container xong cái cuối cùng ông ấy luôn được xe xi mà xe tải rồi thì đâu còn đi bán hẻ nữa mới đi kiếm các cái nhà hàng để chào hàng rồi dần dần mua được cái xe tải container rồi cuối cùng vậy mà ông làm giám đốc bỏ mối khắp công ty cà chua của nước Mỹ này đó cái cuối cùng cái ông giờ tiền nhiều quá rồi thì mới vô nhà băng mở cái nhà băng thì gặp cái cô thư ký cô nói dạ anh xin lỗi anh cho tôi số phone với thiếu số phone với cái email ổng nói tôi làm cà chua thấy bộ đồ tối cà tôi không đâu mà tôi mở máy vi tính đâu mà coi email tôi đâu mở email làm cái gì còn phone thì bây giờ tôi xài cùi bắp thôi chứ mà mấy người lính tôi bây giờ nó đi ai cần nó đi giao chứ cũng đâu cần qua tôi làm gì mà có phone thì cái cô thư ký cô nói chi quý chưa cha phải chi mà anh mà có cái mail sớm từ đầu chắc là giờ anh còn lên chức gì nữa chứ không phải giám đốc công ty
Ông nói ôi chúa trời, chứ nếu mà tôi có mèo từ đầu thì giờ tôi lo cái nhà thằng thằng cu ly dọn nhà vệ sinh rồi. Ai có câu chuyện nó ngay thấy không, cho nên có những cái rủi mà có cái mai đó, thành ra cũng hay chứ thiệt. Nếu ông có mèo thì bây giờ này ông làm nhà vệ sinh cao nhất, ông vô được trong nhà ban, ông làm thêm cái chức gì đó quản lý nhà vệ sinh chứ làm gì. Mà không ngờ giờ không có mèo vậy mà giờ làm giám đốc công ty cà chua bỏ mối khắp nước Mỹ qua tới Canada, phải không? Mình nghĩ cuộc đời. Cho nên con người không có ai nói trước được, phải không? Thầy nói còn nhớ đến câu chuyện của Phật. Phật cầm nắm lá, thầy. Thầy hỏi cái bắt được tỳ pheo đó. Cái phải nắm lá này nhiều hay trong rừng nhiều? Không, cái đó là nói cái pháp của Phật thôi. Không, hay lắm thầy ơi, hay lắm, thật là hay lắm. Phật nó hay quá. Còn những cái hoài, mấy vị tỳ kheo mới nói là ok, lá trong thầy Phật ít lắm, trong rừng không biết bao nhiêu lần là đó. Đó, những gì ta nói, những gì ta nói cho mấy người đó là chỉ bằng nắm lá này thôi đó. Còn những gì ta biết, ta chưa nói đó, như lá trong rừng đó. Thì nó có nhiều điều Phật biết mà Phật không nói. Không phải Phật không nói. Phật không nói này. Cái thời đại đó nó chưa có phát triển tới đó thì đâu có nói làm cái gì. Đó thì nói, này, ví dụ người ta thì khổ thì nói chuyện khổ thôi. Ừ. Người ta muốn giải thoát thì nói chuyện giải thoát, chứ nói chuyện mấy chuyện kia đâu ai cần nghe. Đó nên thầy nhiều cái mà nên thầy nói là không có thông kinh. Cái đó nó chỉ là nằm ở trên cái phương diện gọi là về mặt tục đế thôi. Về mặt chân đế, cái đó nó không có cái lý gì, không có hay ho khỉ khô gì trên á. Bởi vì mặt chân đế là một là tất cả là một. Một nắm lá đó là nó biểu trưng cho cả một vạn rừng lá. Dạ, nó có chân đế nó không có nghĩa gì. Thành ra cái gì tục đế đó là phải khỏi thực tế cho các thầy. Ý là có những cái chuyện, thí dụ như Đức Thế Tôn giặc dẫn Thế Tôn không có nói, mà các ông phải tự suy nghĩ. Bởi vì mình phải biết mình là ai, mình cái vai trò nào, mình ngồi cái vị trí nào. Đó là Đức Thế Tôn có những điều Thế Tôn không cần nói. Thí dụ như bây giờ mình làm ông thầy tỳ kheo, mình biết mình ông thầy tỳ kheo, mình ngồi vị trí nào, mình phải ứng xử như thế nào. Chứ không phải mình nói mình ông thầy tỳ kheo rồi mình coi thiên hạ dưới gọi là gì đó, dưới gót chân mình, không phải. Đó mà mình thí dụ mình ứng cử mình là ông thầy thì mình phải đóng vai trò mình. Khi nào mình là ông thầy, khi nào mình là bạn. Chứ không phải nói ông thầy rồi cái gì cũng ra lệnh, giống như là bảo thủ độc tài, hay là mình coi mình cha thiên hạ, không phải. Cho nên cái đó nó mặc tục đế thôi, chứ cũng chẳng có gì là hay. Chẳng qua là Thế Tôn nó là cái pháp của cuộc đời này á, nó còn vô lượng vô biên, những cái chuyện chi ly nhỏ nhặt chi tiết nữa kìa. Chứ không phải gọi là, bởi cho nên mấy tứ đế đó, nó có bốn loại tứ đế đó, là xâm diệt tứ đế, rồi vô lượng tứ đế, rồi vô tác tứ đế, rồi vô sanh tứ đế nữa. Chứ không phải tứ đế nó chỉ là xâm diệt tứ đế. Hồi xưa giờ mình cứ mình nghe tứ diệu đế đó là toàn là xâm diệt tứ đế thôi. Nói về khổ đế, Đức Phật nói là có ba cái khổ lớn, tám cái khổ nhỏ, nhưng mà nói cho cùng suy cho tại còn gọi là vô lượng khổ đế nữa. Chứ như đó không, chưa đủ. Có những con người khổ những cái khổ kỳ cục lắm. Khổ những cái mà khổ không đáng khổ mà phải khổ nữa cơ. Ông thấy không? Có những người, ví dụ như hồi xưa đi, có nhiều bà hay giận gì cái, ta thề, sống để giả chết đem theo à. Khổ không đáng khổ mà lại khổ. Ví dụ như là anh dâu đó làm sai điều gì đó, là chấp cả một cuộc đời, tao thề cái món đó mày đem là tao không ăn. Theo lại cái đâu có khổ mà lại khổ. Cái khổ này nó không đáng khổ, phải không? Mới gọi là vô lượng khổ đế. Vậy cho nên cái pháp Phật không phải nó dừng một chỗ. Nó phù hợp với cả không gian và thời gian. Thời gian đi tới đâu thì pháp đi tới đó. Mà không gian tới đâu thì pháp Phật đi tới đó. Mà nói pháp Phật cũng chẳng là gì là pháp Phật. Vậy nó là tinh hoa của vũ trụ vạn hữu mà. Thật ra cứ con thầy cứ tối ngày cứ nắm tay nắm làm việc hoài. Ý ông nói là những gì Phật chưa nói giờ ông nói đó. Cái đó cái ngã mạng đó.
cái hay cái giáo lý đạo Phật cuối cùng cái là một, là tất cả là một. Đất một cõi là đất hằng hà xa cõi đó, gọi là nhất thiết địa, nhất cứu địa đó. Cõi như nhau, không cực lạc ta bà, đất một cõi, đất hằng hà xa cõi. Ví dụ như bây giờ mình ở cõi này, giờ bây giờ ở Mỹ này đi, thật sự ở Mỹ này đó, đại đa số những người ưa thích Mỹ thì đó là thiên đường. Alo. Yeah, boss, what do you got? Yeah. Yeah. Oh my God. Yeah. Thank you, boss. Bye bye. Nếu là đất một cõi, đất hằng hà xa số cõi, nó không có cực lạc ta bà hết á, mà do tâm tạo, do con người, cái nghiệp lực con người nó dẫn. Ví dụ như giờ ông thấy cái cõi Mỹ này nè, thiên đường đối với ai, mà nó là địa ngục đối với ai? Như xã hội chủ nghĩa nó cũng là thiên đường đối với những người cầm quyền, mà địa ngục đối với những người mà gọi là không có cái chỗ đứng trong vị trí trong xã hội, thấy không? Rồi tư bản chủ nghĩa, thiên đường đối với ai mà địa ngục đối với ai? Đất đất nó như nhau hết trơn à, do cái ý thức con người. Nhưng mà bây giờ nói rằng bây giờ cái mình chơi cái cõi đó là địa ngục, mình có thoát khỏi đó được chưa? Hay là nghiệp nó dẫn mình đâu cho mình thoát? Thật sự ra đâu phải. Cho nên đất Mỹ này á, nói thì vậy, nói thì nghe nó dễ dàng, chứ đâu phải ai cũng đặt chân tới được đâu. Không phải bây giờ tôi nói, tôi có cái ông thầy mà nó cũng xin tôi làm đại sư phụ, kêu tôi sư phụ. Từ khi mà tôi lo giấy tờ cho ổng á, tôi nhờ chùa này chùa kia lo, rồi ổng tự động ổng đi, ổng quỳ lạy người ta bằng mẫu giá là con phải qua Mỹ, con phải qua Mỹ 4 lần rồi. Hỏi mỗi lần mà ông định leo với ba ông đi là một lần Covid tới. Cái lần đầu tiên là vụ Đài Loan, không nhớ không? Vụ Đài Loan mà người Việt Nam mà đi đi công tác mà bệnh ở lại bao nhiêu người mà ung sùm thì bắt đầu nó đóng cửa đó, thì cũng không đi được. Lần thứ hai là Covid, là thứ ba Covid tới lần này nữa là sao đi? Thật ra tôi nói ông nè, thôi cái số ông nó vậy, đừng bao giờ ông nhắc tôi cái chuyện đi Mỹ đi hết trơn á. Cứ chuẩn bị nhóm lên đi là có chuyện, nhóm lên đi có chuyện. Không phải một mình ổng mà như vậy, nhưng mà nó gọi là nó cộng nghiệp á. Chứ đâu phải vì ổng mà Mỹ nó như vậy hay là nhân loại nó như vậy. Ổng là một thành phần, nhưng mà nó gọi là cái khiến tới cái việc đó, thấy không? Nó cộng nghiệp. Nó sao đó hả, tới giờ ổng mà định leo lấy bay đi là có chuyện rồi, hết hạn sao đi, nó cứ kéo dài hoài, cứ hết hạn hoài, rồi cứ hết chùa này chùa kia làm cái thư giúp dùng hoài vậy mà không nhấn đậu rồi mà vẫn không đi được. Để chết sao không đi nè, chết sao không đi, nói chờ nó trả lại rồi chết sao không đi, chết sao không đi này, chắc sớm mai muộn thôi, hy vọng hết năm này, tại vì nó xả cảm được cái đi được này. Tụi nó hoạt động lại nhiều lắm. Cái chuyện đi là cái chuyện đó, còn cái chuyện ở lại cái kỹ, tụi nó còn nhiều cái rắc rối lắm. Nó khiến như vậy là không bao giờ nó đủ cái duyên mà để mà trụ cái đất Mỹ này. Cái đất Mỹ này á, nó thử thách khi mọi cái công việc. Dạ tôi nghe cô. À, chắc nổ trong tuần sau đó thưa cô. Bởi vì chờ CT nó xuống nó kiểm tra nó cấp phép á. Cô hỏi dù đóng vía. Dạ dạ. Con đang ngồi đây sao? Là nổ trong vì nó dạ. Nói mình họ đó họ xin nó nói theo kiểu Mỹ về. Họ nói mình 2 tuần. À, rồi họ xin giấy phép này là hơn tuần kìa. Ừ, mấy tuần này với dạ.
Vậy là tuần này cô qua hả? Thôi tuần sau đi, tuần sau đi. Tuần sau chắc chắn, tuần này cô đi dự lễ chùa Pháp Nghiêm đi rồi tuần sau. Nếu mà có gì thì tôi ứng trước cho, tại vì tôi cũng đang làm đó. Dạ, đó là cái người này là cho chú Hùng Anh đó, cô Hải kêu á. Dạ. Tôi gọi cô không được là lúc cô đang trên máy bay á. Dạ. Dạ, rồi vậy thôi tuần sau gặp ha. Tuần sau xuống lấy số đồ rau cỏ nữa thôi chứ hết mùa à. Rồi. Rồi thôi vậy cô ha. Dạ. Dạ rồi. Dạ rồi, rồi, dạ bảo Phật. Cô khỏe. Dạ. Cô tưởng đâu đào xong thì tuần này cô xuống. Dạ, thì tốt. Nó tuần sau. Quá. Nói thôi thì đi. Khổ quá. Nhưng mà không có, tuần này cô phải cho người ta đi dự lễ, còn lễ chùa Pháp Nghiêm nữa đó. Dạ hả? Tại Du Lan kéo dài mà. Cái ông nghĩ bên Việt Nam họ đâu có biết, họ cứ nói tại sao Mỹ, bộ Mỹ không nghèo hả? Mà thật sự nghèo đâu phải từ cái nguyên do nghèo, nó nhiều nguyên do chứ. Ông nghĩ 300 mấy triệu người phải không, mà nghĩ tới người này cũng đâu bao nhiêu người nghèo đâu. Không có, cái phần trăm nó ít lắm. Thì bởi vậy cho là tại vì 300... Thầy nói có nghèo, thầy nói như thầy nói đó. Có người sống hạnh phúc, có người sống khổ, nhưng mà cái phần khổ nó ít lắm. Dạ, yeah. Nhưng mà bởi cho nên học Việt Nam mà mày theo lẽ Mỹ nó quá tự do, chứ theo mấy cái người mà làm mấy cái YouTube mà quay mấy cái homeless vậy, theo mà Việt Nam là họ cấm rồi đó. Mỹ đâu cho họ thoải mái, theo muốn quay muốn chửi muốn nói xấu gì nói. Nhưng mà thật sự ra ông nghĩ coi, nhìn kỹ là do cái nghiệp của chúng sanh, chứ đâu phải tự nhiên họ qua bên đây trả cái gì. Bây giờ đi làm nó giống như tôi nói, bây giờ đi làm rẻ nhất cũng có ăn nữa. Cho bây giờ đi làm rẻ nhất, đi rửa chén ở nhà hàng một ngày 5 đồng bạc, có 1 giờ 5 đồng bạc, mà 8 giờ 40 đồng một ngày ăn cũng đâu có hết. Vâng, thoải mái lắm, thoải mái. Tại vì bởi vì chứ mà do cái nghiệp của mình là mình làm những điều tội lỗi rồi cuối cùng không ai dám mướn. Tại ta chát cái xô, phải không, cái gì ta chát cái xô, nó có cái phốt thì ai dám mướn. Vậy vậy mới là vô là ăn cắp à. Cho nên nó bởi vì do mình, bởi vì cho nên mấy người cứ quay là thấy thương. Thương thì đúng, mình thương đúng là cái nghiệp, mà thì cái nghiệp của chúng sanh biểu họ bỏ không được. Thí dụ bây giờ mấy cái người mà họ nghiện hút đi, nó cỡ nào đâu có bỏ được đó. Thật sự như vậy, mình biết cái đó là cái nghiệp của chúng sanh, nhưng mà cuối cùng á, mình thấy bởi mình không có giải quyết được, mình cứu ngạt được, cứu nghèo được, chứ làm sao mình cứu khổ được. Cái khổ là do mình tự cứu mình, hay mình không cứu mình, không ai cứu mình được hết trơn. Khi nào mình có ý thức, mình cố gắng. Ông thấy không, như tôi là cái bụng tôi vậy nè, mà tôi nói thật lòng, nhiều khi á, ngồi xuống nó muốn nín thở vậy đó. Mà mỗi lần ngồi xuống đứng lên rồi làm chút rồi phải hết bộ đồ, trời nóng rồi hết bộ đồ. Tôi nói kệ thí, thay vì mình xài nước ít lại, mình để nước mình giặt đồ mà phải thay, chứ làm biếng nó rút mồ hôi cho nó bệnh nữa. Rồi cái bụng vậy, tôi nói mày phải ngồi, không ngồi cứ ỷ lại hoài á, rồi cuối cùng nó rồi nó càng lúc nó càng ù lì ra. Sáng ngủ dậy thì nó làm biếng, dễ sợ làm biếng, nhưng mà nó phải dậy, không có ù lì thì nó mập nữa, nó càng lúc nó càng chết nữa, vì nó đã tới đây rồi. Thầy nói với ù lì như vậy thì trong Bát Chánh Đạo có chứ tránh tinh tấn, có phải nghĩa như vậy không thầy? Dạ, thì tránh tinh tấn á, tức là không được ù lì phải không á? Dạ, không được giải đãi đó, cái đó là quan trọng lắm. Cố gắng vượt qua, tôi nói đúng không thầy? Vượt, dạ. Nhưng mà chỉ có tôi còn có tật, cái tật là ăn lẹ. Thật sự ăn nó lẹ ơi là lẹ, là biến nhai thôi. Mà vậy mà cái vụ nó, tôi nghĩ là tương lai nó qua tới vụ bao tử đó. Bây giờ phải ráng tập, mà nó cứ quên hà. Ăn cứ là lo mau mau vậy, ông ấy nó khổ con người á, tại vì nó nhiều việc nó gọi là nó stress quá.
ăn ngồi vừa già với cơm ăn mà nghĩ là tùm lum nghĩ tới đó. Nào là ớt đây ngồi đây mà cái ớt đi đâu á, ớt chưa hái quế phải lặt tính lặt mấy cái lá già khổ qua nó bò tùm lum rồi vậy đó, nó vậy đó. Nên tâm nó không cạnh được khóc đến người không thợ thân nó không nó không vậy mà được. ăn riết riết đi lại á, bởi vì cái giờ ăn á thì một á là sáng ăn sáng lẹ đang đi làm nữa thôi, nó nắng dạ, lên dạ. Rồi buổi trưa ăn á thì mau mau lẹ để tranh thủ làm một việc khác, bởi vậy mà nó chưa có kiềm chế được cái ăn lẹ thôi. Chứ mà trí nghe trong nhà chùa đó ăn phải từ tốn lắm mà ông thầy, trước khi ăn phải niệm này niệm kia chứ mà ông thầy, đúng là trong đây rồi đó mới mà tạo bài ra đó. Nhưng mà điều cái cũng hay là không phải cái gì đó thừa tổ tạo, không phải đó là cho mấy thầy gọi là giữ cái uy nghi tới hạnh trong lúc mới vào đạo đó. Dạ. Chứ để vào đạo mà không uy nghi tới hạnh thì lớn lên nó sổ sàng à. Thành ra cái đó còn bây giờ hỏi ông á, nói chứ mấy ông thầy lớn rồi tu hành đạo cao đức trọng rồi tới giờ ăn mới chú nguyện mới cảm thương chúng sanh, rồi mấy giờ không ăn là quỵt hay sao? Ví dụ như có nhiều lúc đó rồi ăn cái gì đó không cần chú nguyện rồi quỵt hay sao? Thành ra nó cũng tùy cái hoàn cảnh, tùy cái sự năng cái điều việc lắm. Mình nói ra cái nhân cái duyên nó nhiều lắm. Còn mấy thầy nhỏ thì phải như vậy để giữ cái uy nghi tới hạnh, để cho lớn lên nó có cái nề nếp. Chứ hội ông lớn lên mình làm ông thầy tỳ kheo, một ông lãnh đạo mà ăn nói sổ sàng, nói năng vô lề lối vô phép tắc thì làm sao mà nói ta nghe. Nó tổ với đầy tổ nói tuổi nhỏ mà không từng học đạo, rồi lớn lên là tích sự chuyện tường, là đụng việc là dai mặt vào dách, mà nếu có kẻ hậu sanh nó tới nó hỏi thưa không biết trả lời thì trách là mày vô lễ, mày hỏi câu ra vô lễ đó, tiện trách hậu sanh vô lễ. Thường thường mấy ông thầy dốt á, không biết mấy ông nhỏ nó thấy vậy nó lại nó đặt câu hỏi, nó hỏi cái rồi nó mày mắc dạy mày vô lễ mày hỏi câu đó mày cấy tao đó. Mà nhiều lắm tổ biết trước vậy rồi nhưng mà tránh không khỏi nhiều cái thành phần nó làm biến làm nhát, thành ra rồi lớn lên không biết chuyện gì trơn, không có quy nghi pháp tắc, ăn nói thì nghi ngờ độc đoán sổ sàng. Nói chứ cái người tu á mà không biết á, mình cái con người mà lớn như thế nào là mình đánh giá mình biết hồi nhỏ như thế nào. Như tôi nè, giờ này tôi lớn mà tôi ăn nói cũng sổ sàng đó, là biết hồi nhỏ tôi cũng như thế nào. Đó tôi cũng bị tình thăng trầm, bị cực tình thế này kia, cho nên tôi sóng gió cuộc đời tôi mới mạnh bạo như vậy. Chứ nếu mà tôi bây giờ có quy nghi tới hạnh thì phép tắc đầy đủ thì biết hồi nhỏ tôi có nề nếp rồi. Tôi là thuộc loại dân giang hồ thượng hạng nè. Trong bây giờ biết quá khứ. Dạ. Mười ba, bốn tuổi dám trốn nhà ra đi là tôi gọi là không giang hồ là gì. Rồi ra đi rồi không biết đâu phải ra đi yên đâu. Vô cái chùa, đủ thứ chuyện. Rồi cuối cùng thầy tôi thấy vậy ông mới đem về ông xuất gia cho. Thì có một thầy một trò lúc này được mới yên được thời gian á. Chứ giờ ông biết không? Bởi vì Hồng Hoa cái cô Thúy Nga, cô danh hài Thúy Nga, cô bất mãn cái vụ gì đó. Cô biết cô nói là định cái đứa con gái cổ đó nó lớn lên cổ đi tu, nhưng mà bây giờ càng đi sâu vào á cổ càng ngao ngán rồi nè. Cô biết và ra tôi là tôi khuyên lại liền, tôi nói ai nó có phần nấy Thiên Nga bị mình cổ cũng là Phật tử đó nè. Cô viết mình tôi thấy là đại cả tôi lo tôi khuyên lại, tôi nói thôi đâu rồi nè. Đâu rồi? Không biết. Nè, lúc trước mình hay có ước nguyện khi Nguyệt Cát là gái cậu đó trưởng thành đủ sức lo được cho mình thì mình sẽ xuất gia đi tu, nhưng dạo gần đây khi được tiếp xúc với những bậc cao tu nghe. Cái bài cao tăng cao tu ở dưới mình suy nghĩ câu này nó cũng đọc nghe. Cái câu này còn suy nghĩ lại nhiều lắm. Tiếp xúc với bậc cao tu và trải nghiệm một số câu chuyện thì mình hơi hoang mang về suy nghĩ sau này có nên xuất gia hay không, hay cứ ăn bận như đời mà sống từ bi nhân ái. À, có nghe thấm không?
dầu với cái lòng chân thật, nhưng mình đọc mình biết cái nỗi lòng người ta. Bây giờ thấy tình hình chân tu không thấy, mà thấy xuất hiện tạp tu, mượn áo nhà Phật mà làm những việc ngoài sức tưởng tượng, thật là khủng khiếp. Đó thôi, vậy còn dài đó mà tôi nói một đoạn đó thôi. Rồi tôi đọc tôi hết hồn, tôi mới nhắn tin tôi phiên chị Thí, cô Thí Nga. Người nào đó có người mà mình nó phải giữ cái ý chí của mình. Phật Pháp Tăng là trong lòng mình, chứ còn phải Phật Pháp Tăng bên ngoài đâu. Tại vì mình đua đòi chạy theo cái bên ngoài đó, thành ra mới bất mãn hụt hẳn vậy. Chứ còn làm như Phật Pháp Tăng mà gọi là Phật là giác, Pháp là chánh, Tăng là tịnh, như là Lục Tổ Huệ Năng nói á, thì đâu có chuyện gì để nói đâu. Mình cứ mình chạy theo cái bên ngoài cho nên mình mới hụt hẳn. Mà ông nhớ rằng á, hễ tâm lượng ông tới đâu thì gặp cái người tới đó. Nó có tương quan tương duyên nhau hết á, đồng đẳng đấy. Từ tâm lượng tới đâu thì gặp. Mình sở dĩ ngày nay tại sao mình gặp toàn là mấy cái ông thầy mà cao siêu giỏi là do mình cũng có cái phước báo nào đó, do mình có cái trình độ nhất định nào đó thì mới gặp mấy thầy cao siêu, mấy thầy tài giỏi, mấy thầy có đạo đức phạm hạnh. Còn tại sao mình gặp những vị mà làm cho mình bất kính, làm cho mình hụt hẳn, không học được gì mà còn nói phi pháp, là do cái nghiệp của mình, tại nó ngang cỡ đó thì mình gặp cỡ đó thôi. Nó khiến cho mình để mình lui sụp đó, vậy thôi, do cái phước của mình một phần nữa, chứ mình trách ai. Không, tôi ăn cái này chưa hết nè. Cho nên á, cái phước của mình một phần trong đó nữa, phải không, chứ mình trách ai. Thì vậy á, mình á, thế gian họ nói câu là tiên trách kỹ, mới hậu trách nhân. Mình muốn trách ai, mình phải trách mình trước, mình cái nghiệp gì, cái nhân gì, cái quả gì, mình mới gặp những cái người như vậy. Thật ra đó cũng là do cái phần của mình đó chứ. Còn tại sao mà ta cái nhân gì, nghiệp gì mà ta gặp toàn là thầy lành, bạn tốt. Mình cái nhân gì, nghiệp gì mà gặp toàn là thứ quỷ ôn không, là do mình đó chứ. Xét lại là do cái phần phước của mình. Không phải, thầy nói vậy cũng một phần thôi. Một phần là mình có gặp thầy lành, bạn tốt, mà mình không chấp nhận. Bản thân mình không chấp nhận thầy lành. Thì đó là do cái ngã của mình. Đó, nó phổ vậy đấy chứ không phải không gặp. Gặp, nhưng mà thầy không nhận. Tại vì mình lọc lừa quá, cho nên ta nói cách giới dừa, nó gặp giới dừa. Ví dụ như gặp, nó như vậy, nó tại vì á, tại vì mình thích vuốt ve, cho nên mình gặp với ông thầy nói chuyện ra là điều hạnh là vuốt ve, hở cái là tủi lòng, hở là khóc không, mình tưởng đâu con. Nếu như bà cố nội đó, thầy sắp chết rồi, con thầy sắp chết rồi, con làm cái sách xe lên, con thầy sắp chết rồi đó, rồi cái giờ cái hối hận. Đó, bởi vì... Nên ông thầy không gặp. Nhưng mà thầy rồi, không nhận ra được. Rồi cái bà Arizona, tự nhiên ông thầy này kêu mẫu hậu cái phái quá trời phái. Phái làm mẹ với đứa con ngoài đời chưa đã, giờ làm mẹ với ông thầy chùa. Làm trực cúng không biết bao nhiêu trăm ngàn. Rồi bây giờ nó lỡ rồi là dám mở miệng cho mấy đứa con nó chửi má ngu không? Dám tha cho mấy đứa con không? Rồi bây giờ leo lưng cọp rồi. Cho nên có nhiều bà ngộ lắm đi vô chùa. Là má thế gian rồi còn chưa đã, là má thầy chùa, nó là mẫu hậu. Mà má thầy chùa cũng lợi dụng biết cái tâm lý như vậy đó. Cho nên gặp mấy bà có tiền, cái má bên Mỹ cứ má mi. Bởi cho nên nó có mấy người nó kiểu là nó tổ chức hành hương á. Rồi nó khôn lắm, nó gặp mấy bà già cứ má mi không mà má mi móc túi chết mẹ má mi luôn á. Tại vì cái má mi bữa nay con đi hành hương, má mi đi, má mi mua con 10 vé nha, cái má mi bán không được, má mi phải ôm thôi, tại má mi mà má mi khác nào má mì. Bỏ tay, bởi vì đánh đầu tâm lý là từ chết tới bị thương. Bởi vì mấy thầy bây giờ ngày nay tại sao đi tu á, học Phật mấy thầy đâu có học Phật bao nhiêu đâu, mấy thầy học tâm lý không à, đặng học tâm lý, đặng đánh đòn tâm lý. Mà Phật tử mà bây giờ mà đừng có tưởng Phật tử có khôn cỡ nào cũng chưa qua lợi mấy ông thầy chùa đâu. Có lừa cỡ nào cũng không qua lợi mấy ông thầy chùa lừa đâu. Hay lắm. Nói vậy nó đụng tùm lum chứ thiệt á. Nó hay dữ lắm. Như ông bà học như sao thầy? Phải không? Thầy nhìn coi có phải không? Đúng không? Chắc vậy quá.
có bình trà trong món trà đi. Hôm nay chàng chịu khó tứ thế. Đây ngộ đạo rồi. Có phải không? Phải ống đâu. Phải chứ ổng nha hay. Đây à. Xe đậu đó là của ổng, mỗi người có cái cách đậu xe. Ngộ lắm, ổng là luôn luôn đậu chỗ đó đó, bởi cũng kinh nghiệm hết không? Ổng mà chuyên môn lũi vô đây, đậu xe cũng là cái ngộ vợ chồng ấy thì nó chuyên môn đậu phía bên đường. Nó hay vậy đó, cái nghiệp mà ông ba. Dạ. Ông đang hỏi ông ba bữa nay bộ ngộ đạo rồi hả? Kêu ghế ngồi cho uống nước trà đi. Rồi phải ông đến sớm tôi làm bơ cho ông uống, giờ trễ rồi. Không đi đón bà ra và lên hôm nay. Dạ. Kêu ghế qua đón bà ra. Tôi chờ gắn cái máy lạnh bên kia rồi đặng gắn cái máy lạnh bên đây. Nó chưa gắn vậy hả? Anh gọi chưa? Tôi gọi rồi. Nó bảo sao? Bây giờ tôi chờ. Trời, nó nói hỏi nó như tiền không? Chưa, nó chưa để coi, nó để coi chứ. Coi mình để đâu á. Ông xa. Hỏi lần Tết chưa? Lần Tết chưa? Đang. Nó uống bình trà đi chăm rồi mà chưa uống đó. Mà bữa nay uống trà Đà Lạt nha. Hôm qua trà Bắc nó trà Đà Lạt. Uống đi trà, uống đi. Đây nè. Đó, uống đi. Sướng sướng không? Có mấy cái thư vậy nha. Nó gắn làm bên, nhanh hả? Nó gắn ở bên đó mà nó tính 3.500 thì cũng chiến hữu đó, hữu nghị lắm đó. Thôi tắt nó, nghe. Nó chuyện...